Ngày 4 tháng 9, Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương cho biết đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với 13 người vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 9, lực lượng Công an phường kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long phát hiện có 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền và không ai đeo khẩu trang. Trong đó, 4 người chơi bài tứ sắc, 8 người chơi lô tô và 1 người đứng xem không đeo khẩu trang. Qua kiểm tra, cơ quan thu giữ trên chiếu bạc khoảng hơn 200.000 đồng. Những người này khai nhận là công nhân do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay. Đáng chú ý, những người này vừa nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước thì ngay lập tức dùng số tiền này để sát phạt nhau. Công an phường đã lập biên bản và hoàn tất hồ sơ để xử phạt 12 người 15 triệu đồng trên một người về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Riêng một người đứng xem thì bị lập biên bản xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang. Còn về hành vi đánh bạc, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không xử lý. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vloa.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.